đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Ngự Giao ký 2, Địch Lệ Nhiệt 3 bất ngờ được khen diễn xuất tốt, nguyên nhân do đâu? Màn thể hiện của Địch Lệ Nhiệt 3 trong Ngự Giao ký 2 nhận được đánh giá cao. Ngự Giao ký, Thác Tự Cố Nhân Quy hiện đang là bộ phim truyền hình Trung Quốc nhận được sự yêu thích từ khán giả. Mặc dù đạt được nhiều thành tích tốt, song diễn xuất của hai diễn viên chính là Địch Lệ Nhiệt 3 và Nhậm Gia Luân không được đánh giá cao. Thế nhưng, những phân đoạn diễn xuất bằng mắt của Địch Lệ Nhiệt 3 trong các tập phim gần đây lại bất ngờ nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả. Cụ thể, cộng đồng mạng đang lan truyền những khoảnh khắc nhân vật Kỷ Vân Hòa cười. Mỗi nụ cười mang một sắc thái tâm trạng khác nhau, từ vui vẻ lạc quan đến buồn rầu, bất lực. Trong Ngự Giao ký, Địch Lệ Nhiệt 3 sẽ vào vai một nữ ngự yêu sư có tên là Kỷ Vân Hòa. Có thể nói đây là một nhân vật đáng thương, lúc nhỏ bị lợi dụng, bắt ép uống đan dược để trở thành cửu vĩ hồ. Khi trưởng thành thì đau ốm triền miên, lại bị người mình yêu giam cầm. Để thể hiện một nhân vật như vậy, Địch Lệ Nhiệt 3 đã bị đặt trên vai áp lực lớn và nữ diễn viên đã không làm khán giả phải thất vọng. Một số bình luận của khán giả về diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt 3, trước không thích Nhiệt 3 lắm, xem xong phim này mới thành fan, nhưng phải công nhận Địch Lệ Nhiệt 3 diễn vai này tiến bộ hơn hẳn, không đơ cứng như mấy bộ trước, nhìn cô nàng cười mà sao cay đắng dùm luôn, diễn xuất tốt thật sự, phần 1 diễn hơi chán, sang đến phần này tiến bộ hơn hẳn. Có thể thấy Địch Lệ Nhiệt 3 đang từng bước chinh phục trái tim khán giả bằng diễn xuất chứ không chỉ còn bằng nhan sắc. Để đón xem màn thể hiện xuất thần của Địch Lệ Nhiệt 3, khán giả có thể theo dõi Ngự Giao ký, Thác Tự Cố Nhân Quy đang được lên sóng vào lúc 17:00 các ngày từ thứ 2 tới thứ 4 hàng tuần trên nền tảng Youku.